Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ạ, dù đã giữa tháng 11 rồi thế nhưng mà thời tiết vẫn có vẻ là rất oi nóng. Không biết là diễn biến cụ thể là như thế nào ạ? Vâng Mạnh Cường, theo quy luật khí hậu thì thời điểm này miền Bắc đã vào mùa đông và lạnh rồi. Thế nhưng năm nay trời đang ấm hơn hẳn. Theo số liệu quan trắc tại thủ đô Hà Nội, từ đầu tháng 11 đến giờ thì chưa có ngày nào trời lạnh. Nền nhiệt đều cao trên 27 độ, thậm chí gần một nửa trong số tổng số ngày thì có mức nhiệt là trên 30 độ, trời khá nóng. Và nếu so sánh với chuỗi số liệu của năm ngoái thì nửa đầu tháng 11 năm nay cũng ấm hơn hẳn. Bởi vì năm ngoái chỉ có 4 ngày là mức nhiệt cao trên 30 độ và còn có những ngày lạnh rõ với nhiệt độ ban ngày thấp dưới 23 độ. Và xu hướng thời tiết ấm tại Hà Nội sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Ngay hôm nay dự báo trời vẫn nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ có thể lên mức là 32 độ. Chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh, dự báo trong 3 tới 4 tiếng tới toàn thành phố cũng nắng nhiều và nóng rõ, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Về chiều tối có thể xuất hiện mưa nhưng chủ yếu là mưa rào nhẹ và rất nhanh.